Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Toàn Ô Tô Cũ Sài Gòn. Ở video ngày hôm nay dành cho tất cả các anh chị và các bạn nào đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ nhé, để vừa đi gia đình vừa có thể kinh doanh chạy dịch vụ được, hay là những chiếc xe 7 chỗ sang trọng đẳng cấp thì nhớ là ở lại đây xem hết video với Toàn ngày hôm nay nhé. Hôm nay Toàn có rất nhiều sự lựa chọn dành cho các anh chị luôn. Toàn sẽ dành thời gian cập nhật lại cho tất cả các anh chị và các bạn những chiếc xe 7 chỗ hiện tại đang có mặt sẵn tại bên Toàn, cũng như những chiếc xe đã nhận cọc rồi, đã bán đi rồi, cho các anh chị nhà mình dễ dàng tham khảo và lựa chọn nha. Rồi không làm mất thời gian của các anh chị nữa, mình sẽ đi vào chiếc đầu tiên các anh chị nha. Mở đầu video ngày hôm nay là một chiếc xe phải gọi là quốc dân luôn các anh chị nè, Toyota Innova phiên bản 2.0e, số sàn đời 2019 các anh chị, đi mới có 65.000 km thôi, màu bạc lại biển Sài Gòn nữa các anh chị nè. Bên Tiền đang bán em này với giá là 556 triệu các anh chị ha. Đây, nước sơn còn khá đẹp, đã có dán phim cho mình rồi, về mưa cam lùi, cảm biến lùi các anh chị. Ở xe này thì vẫn còn là ghế nỉ nguyên zin, sàn simili, bọc trần ni lông sạch sẽ cho mình rồi, và màn hình là màn hình zin theo xe các anh chị ha. Vì đây là video tổng hợp nên Tiền không có đi quá nhiều vào chi tiết xe, Tiền chỉ đi tổng thể thôi. Nếu mà các anh chị có ưng, có chấm một chiếc xe nào ở đây, quan tâm tới chiếc xe nào ở đây thì chụp màn hình lại chiếc xe đó hoặc là liên hệ Tiền đi. Tiền sẽ gửi cho các anh chị một cái video chi tiết cũng như là hình ảnh chi tiết cho các anh chị nhà mình xem nha. Tất cả xe bên Tuyền khi bán ra thì luôn cam kết với các anh chị, xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số, còn bao test hãng nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Rồi tiếp theo là các anh chị, một chiếc xe 7 chỗ cũng khá hot của bên Tuyền bán hoài không chán, về xe nào là nhận cọc cực kỳ nhanh xe đó luôn, nên nếu mà các anh chị mình ưng thì chốt sớm nha. Ở chiếc này là Mitsubishi Xpander, số tự động đời 2019 nè, nhập Indo nguyên chiếc nha. Em này thì bên Tuyền đang bán với giá là 489 triệu thôi, màu nâu các anh chị ha, khá đẹp. Xpander thì các anh chị có theo dõi bên kênh của Tuyền thường xuyên thì sẽ biết ha. Hôm trước Tuyền có về chiếc màu đỏ nè, Tuyền đã nhận cọc rồi các anh chị ha. Hiện tại Xpander Tuyền còn thêm một chiếc màu trắng 2023 nữa, xíu Tuyền sẽ đi chiếc xe đó cho các anh chị nhà mình xem. Xe này thì vẫn còn là ghế nỉ nguyên zin nha, sàn nguyên bản, trần nguyên bản, đi 47.000 km rồi các anh chị. Màn hình zin theo xe, đã có cam lùi, 5 vỏ zin theo xe. Đấy. Bên Tuyền bán xe ra thì ngoài cam kết thì còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa nha. Còn trường hợp những chiếc xe đời cao nếu còn bảo hành chính hãng thì mình vẫn bảo hành được của hãng bình thường các anh chị ha. Rồi tiếp theo nè các anh chị, một chiếc xe 7 chỗ sang trọng, rất nhiều option luôn các anh chị. Thì bên cạnh Tuyền đây là Mazda CX-8 phiên bản Premium, đời 2020 các anh chị, đi 38.000 km thôi. Màu đỏ pha lê cực kỳ đẹp, cái màu này là cái màu hot nhất của nhà Mazda các anh chị ha. Bên Tuyền đang bán em này với giá là 829 triệu thôi. Đấy, phải nói giá phải nói là khá là tốt ở thời điểm hiện tại luôn á các anh chị. Rồi xe thì có cảm biến trước sau, cam lùi, cốp điện nhé, dán phim cho mình rồi. Ghế thì ghế da nguyên zin, tông màu nâu đen. Đấy, ghế lái chỉnh điện, nhớ ghế hai vị trí, sàn 5D trần nguyên bản các anh chị nha. Màn hình zin theo xe, chế độ sport thể thao, phanh tay điện tử, rất nhiều option cho chiếc xe này luôn. Và đặc biệt là cái màu đỏ nữa, nếu mà các anh chị nào mình hợp phong thủy với màu này, mình yêu thích cái màu này thì phải nhanh tay liên hệ Tiền để chốt sớm nha. Rồi, em này biển tỉnh nha, Tiền còn thêm một chiếc tương tự y như vậy luôn, biển Sài Gòn, quan tâm tới chiếc ở biển Sài Gòn thì liên hệ Tiền nha. Tất cả xe bên Tuyền đời từ 2018 trở lên, Tiền hỗ trợ các anh chị nhà mình vay ngân hàng được 70% dựa vào định giá của ngân hàng nha. Rồi, quan tâm chi tiết hơn về thủ tục ngân hàng như là trả trước bao nhiêu, hàng tháng đóng bao nhiêu hay là lãi suất như thế nào, cứ liên hệ Tiền thì sẽ tính toán và tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn nha. Rồi, tiếp theo là một chiếc xe 7 chỗ nằm trong phân khúc MPV cỡ lớn, cực kỳ rộng rãi, thoải mái, lại còn nhiều option nữa. Kia Sedona máy dầu bản full option đời 2020. Em này thì bên Tuyền đang bán với giá là 969 triệu các anh chị nha. Màu đen rất đẹp luôn. Do Tiền đậu ở đây nên nó hơi bụi tí xíu các anh chị ha. Xe này thì anh chủ đã có dán phim cho mình về mưa rồi ha. Cảm biến trước sau, cam lùi, cốp điện, hai bên hông là cửa lùa điện nè. Điều hòa thì ba vùng độc lập các anh chị, cân bằng điện tử nè, cảnh báo điểm mù, dàn lạnh thì ba vùng không nói rồi ha. Màn hình zin theo xe,
phanh tay điện tử các anh chị nè, rồi để Tiền xem coi, sấy ghế, sưởi ghế, sấy sưởi vô lăng, hỗ trợ đủ đều, rất nhiều option cho chiếc xe này luôn. Và em đây thì anh chủ lên cho mình một cái mặt ga lăng phải nói rất là hầm hố luôn các anh chị ha. Tuy nhiên thì mặt ga lăng gốc anh chủ trước vẫn còn để lại, nên các anh chị nhà mình khỏi lo về phần đăng kiểm nha, còn mặt ga lăng zin cho các anh chị luôn. Rồi tiếp theo các anh chị nè, chiếc này nha, thêm một chiếc Innova nữa các anh chị. Innova hôm nay Tiền còn 4 năm xe lận, ở lại đây xem hết video với Tiền ngày hôm nay nha. Chiếc này là bản 2.0e số sàn đời 2017 các anh chị, đi 113.000 km rồi. Bên Tiền thì đang bán em này với giá chỉ có 478 triệu thôi nha. Cũng màu bạc các anh chị, mang biển số 93 Bình Phước nè. Bên Tiền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc, nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Anh chủ xe này thì đã lên cho mình bộ ghế da tông màu kem và tông màu đen sàn simili trần nguyên bản rồi các anh chị ha. Đấy, về mình đỡ mình tốn tiền lên ghế các anh chị. Rồi, ok nhé. Innova phải nói đợt này bên Tiền về nhiều lắm. Nếu mà các anh chị nào mà mình đang dự định mua cho mình một chiếc Innova thì có thể là ghé qua bên bên kênh của Tiền hoặc lên công ty Tiền, rồi mình xem mình ưng chiếc nào mình lấy chiếc đó ha. Rồi tiếp theo dưới này các anh chị, mà em này nhận cọc online khá nhiều xe các anh chị. Tucson này cũng nhận cọc rồi nè. Rồi dưới này là những chiếc xe 5 chỗ và bán tải ha, mình đi ngang qua đây luôn các anh chị. Rồi bên đây hai chiếc Innova nữa nè các anh chị. Rồi mình đi chiếc này trước nha. Chiếc này bản 2.0e số sàn đời 2019 các anh chị. Em này thì đi nhiều hơn, em này thì đi hình như là khoảng không nhớ odo nó tí xíu nữa xem đồng hồ các anh chị ha. Rồi em này biển Sài Gòn luôn, đi 120.000. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 528 triệu các anh chị. Đã dán phim về mưa, ghế da sàn simili lên cho mình trần ni lông rồi. Đấy, cùng đời nhưng auto khác nhau, chất xe khác nhau, bên Tiền bán sẽ với giá rẻ hơn ha. Em này đi 120.000, 528 triệu các anh chị nhé. Các anh chị mua xe bên Tiền thì yên tâm về chất xe ha. Xe đi nhiều giá khác, đi ít giá khác, nên là các anh chị nhà mình yên tâm nè. Rồi chiếc này các anh chị, Toyota Innova bản 2.0e luôn, số sàn đời 2018 các anh chị, đi 62.000 km rồi, cũng màu bạc luôn. Bên Tiền đang bán em này là 516 triệu. Đấy. Rồi đã dán phim, xe này cũng đã có ghế da rồi, sàn simili bọc trần nha. Anh chủ có lên cho mình một cái camera hành trình nữa các anh chị. Rồi ok. Rồi nè, bên này là những chiếc xe bán tải Fortuner máy dầu số sàn đời 2017 nhập Indo. Xe này mới vừa về có chút xíu Tiền đăng lên là đã nhận cọc online một cách rất là nhanh chóng luôn. Nên nếu mà các anh chị nào mình đang tìm Fortuner á thì cứ liên hệ Tiền hoặc là nhắn tin cho Tiền qua Zalo nè. Để khi mà có xe về á thì sẽ báo cho các anh chị là người đầu tiên có được thông tin nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước để xem còn những xe nào nữa các anh chị nha. Rồi mình đi tiếp lên trên này các anh chị ha. Không biết là nãy giờ các anh chị và các bạn nhà mình đã lựa chọn cho mình được một chiếc xe nào chưa à? Nếu đã ưng, đã chấm một chiếc xe nào đó ở bên Tiền nè, mà ở tỉnh á, ở tỉnh lên chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được, thì liên hệ Tiền, Tiền gửi một cái video chi tiết, một hình ảnh chi tiết xe cho các anh chị nhà mình xem. Nếu ưng thì anh chị em mình sẽ chốt giá, chốt ngày nhận xe, rồi chuyển khoản đặt cọc trước cho bên Tiền tầm khoảng 10 triệu, 20 triệu để mình giữ cái xe lại các anh chị. Rồi mình hẹn ngày mình lên mình xem xe các anh chị ha. Lên xem xe cứ đi test hãng thoải mái. Nếu mà không đúng với những gì bên Tiền làm cam kết, Tiền hoàn cọc cho các anh chị 100% và chịu luôn những cái chi phí test hãng đó các anh chị. Nên là các anh chị không có mất mát gì hết ha. Còn được nữa, Tiền hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị luôn. Mình khỏi mất thời gian đi lại, nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Rồi mình đi tiếp lên trên này các anh chị ha. Đa số ở bên này là những chiếc xe 5 chỗ không à. 5 chỗ đợt này bên Tiền cũng nhiều xe lắm các anh chị. Giá cũng rất là ok luôn. Đang tìm một chiếc xe như thế nào thì cứ alo Tiền, Tiền sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Rồi tiếp theo các anh chị, Kia Carnival phiên bản Signature 7 ghế đời 2022, mới đi có 15.000 km thôi. Em này thì bên Tuyền đang bán với giá là 1 tỷ 366 triệu màu đỏ các anh chị, bản Signature 7 ghế ha. Dòng này thì quá là đỉnh rồi, khỏi phải bàn về em này nữa các anh chị ha.
Rồi, ok, quá mới rồi, đi 15.000 km thôi à. Ok, mình đi tiếp các anh chị nha. Bên này Kia Sorento phiên bản Signature 6 ghế đời 2021. Em này mới đi có 28.000 km thôi. Bên thì đang bán xe này với giá là 959 triệu các anh chị. Màu xanh đá rất đẹp luôn. Cái màu này phải nói khá là sang các anh chị và rất hiếm luôn nha. Các anh chị nào mình màu phong thủy mình mạng này màu phong thủy mình là màu này thì chốt ngay em này các anh chị. Quá mệt rồi, nắng quá rồi nên là nói bậy bạ. Rồi ok em này à, biển Sài Gòn luôn nha. Tiết kiệm cho các anh chị 20 triệu tiền biển số khi sang tên ở Sài Gòn nè. Rồi tiếp theo bên này là Tucson 5 chỗ gầm cao rồi. Mình đi xuống này các anh chị nhé. Tucson đợt này cũng giá rất tốt các anh chị, do hãng Honda giảm giá rất nhiều, giảm giá khủng luôn, lên kéo theo xe cũ mình giá cũng rất tốt nha. Nên quan tâm thì liên hệ tiền nè. Rồi chiếc này Xpander số tự động đời 2023 nhé. Đi khoảng 17.000, màu trắng form mới cực đẹp luôn. Bên tiền thì đang bán xe này với giá là 568 triệu đã dán phim về mưa. Rồi ghế da sàn Simili Trần nguyên bản lên cho mình màn hình luôn rồi các anh chị ha. Rất đẹp luôn á. Chiếc này là bản tiêu chuẩn thôi các anh chị. Số tự động bản tiêu chuẩn 2023 nha. Rồi ok, dưới này các anh chị. Rồi Suzuki XL7 số tự động đời 2020 đi 30.000. Bên tiền thì đang bán em này với giá là 526 triệu nha. Tất cả giá đây tiền báo thì còn bớt cho các anh chị một tí xíu lọc lá nữa khi mà đến xem xe trực tiếp nha. Các anh chị thích chiếc nào thì nhanh tay liên hệ tiền qua số điện thoại bên dưới nè. Em này thì đã dán phim về mưa lên ghế lót sàn bọc trần, màn hình xin theo xe đầy đủ các anh chị. Rồi bên này Innova phiên bản 2.0e số sàn đời 2019 đi 73.000. Bên tiền đang bán xe này với giá là 549 triệu các anh chị ha. Innova nãy giờ tiền đi rất nhiều xe rồi đó, hình như là năm chiếc này là chiếc thứ 5. Còn thêm một chiếc Phong mới đời 2022 nữa với giá là 699 triệu. Nếu các anh chị có quan tâm tới chiếc Innova đời 2022 đó thì liên hệ tiền thì sẽ gửi hình ảnh chi tiết cũng như là video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem nha. Rồi thì vừa rồi tiền cũng đã đi sơ tổng hợp cho tất cả các anh chị và các bạn những chiếc xe 7 chỗ hiện tại đang có mặt sẵn tại bên tiền rồi. Nếu các anh chị thích chiếc nào thì phải nhanh tay liên hệ tiền qua số điện thoại bên dưới nha. Công ty của tiền thì nằm gần ở ngã tư Bình Phước các anh chị, nên khi đi xem xe thì cứ liên hệ tiền thì sẽ chỉ đường để cũng như là gửi định vị để các anh chị nhà mình đi cho dễ dàng hơn nha. Và hiện tại bên tiền cũng đang cần thu mua thêm rất nhiều cái dòng xe từ 5 chỗ 7 chỗ bán tại các hãng khác nhau. Ở các anh chị nhà mình mà có một chiếc xe nào đó mà không sử dụng tới thì bán lại cho bên Toàn đi, hoặc là muốn lên đời đổi xe hay như thế nào đó thì cứ alo tiền thì sẽ hỗ trợ cho các anh chị nha. Rồi đừng quên cho tiền xin một like nè, để lại comment chia sẻ ý kiến cũng như là nhu cầu của các anh chị bên dưới, và nhớ là bấm vào đăng ký kênh của tiền đi để khi có xe mới nhất bên tiền về, tiền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.